Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái cây cầu dùng cho đầu lổ. Các bạn lưu ý đây là cái cây trục cầu dùng cho các loại đầu lổ nhé. Cây cầu này thì nó có tích hợp số tiến lùi rồi. Đấy, nó có 3 số tiến và 1 số lùi. Kết hợp với này cái đầu buli thì nó có ly hợp luôn nhé. Đấy, hiện tại thì cái cầu này là có chiều dài là 1 mét. Cái cầu này là có chiều dài 1 mét và có cái bàn số cần số sang số. Đây chính là cái bộ sang cần sang số của nó này. Đây là đầu buli này, đây là vành tăm bua. Cái này thì có cái đường kính tăm bua phanh là tới 250 mm, rất là to, rất ăn. Và hộp số của nó thì trục lắp lớn, thích hợp cho các bạn làm những cái xe cầu trục lớn. Đây, đây mình sẽ mở thử cái hộp số cho các bạn coi nhé. Đây, răng số của nó là rất lớn. Đấy. Răng số rất là lớn, răng vi sai rất là lớn nhé. Đấy, phục vụ cho các bạn làm những cái mục đích làm trục cầu lớn thì có thể sử dụng cái cây cầu này. Đây là cây cầu sử dụng đầu lổ các bạn nhé. Đầu lổ đấy, đầu lổ sử dụng dây Corioa và có ly hợp nhé. Đây là bộ đầu dây Corioa có ly hợp này và có cả cái vấu trượt tốc độ. Đây, khớp trượt này. Đấy. Là có những cái con trượt thì hẳn là những các bạn nào đã làm về những cái loại này thì cũng sẽ rõ rồi. Còn đối với các bạn nào đang có ý định chế cái cây cầu nào sử dụng đầu lổ thì các bạn có thể sử dụng bộ cầu này là phù hợp. Đấy. Thì đây là cái bàn số của nó đây. Đây là cái bàn số này. Một số này, hai số này, sang đây này, ba số này, bốn số này, trong đó là có một số tiến, ba số tiến và một số lùi. Thì hiện tại thì cái cầu này thì mình chưa có đếm thử được cái tỷ số truyền của nó, thì cái này mình sẽ làm cho các bạn ở phần mô tả sản phẩm về cái tỷ số truyền của bộ cầu. Các bạn xem chi tiết thông số kỹ thuật thì vui lòng xem phần dưới mô tả sản phẩm. Chi tiết về giá thành sản phẩm thì các bạn liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Sau đây là mời các bạn theo dõi chi tiết một số cái chi tiết trên cái thân cây cầu này. Đây là hai cái bàn số của nó này. Đấy, hai cái bàn số này. Kết hợp sẽ ra 4 số này. Đây là cái đầu buli này. Đấy. Cái đầu buli này thì có đường kính khoảng 22 đến 20 cm. Đây. Còn đây là cái loại mâm tăm bua này thì nó vẫn sử dụng loại lăm ốc bình thường thôi. Với cái trục rất là to, trục này có khả năng là trục 30-35 mm. Đấy. Đây là bộ trục số của nó đây. Cái này thì dùng nhớt bình thường thôi, nhớt hộp số bình thường, dạng kiểu như nhớt xe máy gì đó.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và các bạn nhớ đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo lên để nhận được những cái thông báo mà khi mình bật mình mới đăng video lên, nó sẽ thông báo ngay cho các bạn để cập nhật những cái video và sản phẩm mới. Video đến đây là hết.